Sáng ngày 11 tháng 5, Bộ Y tế cho biết có thêm 28 ca mắc COVID-19 trong nước. Việt Nam hiện có 3.489 bệnh nhân. Cụ thể, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh ghi nhận 1 ca là nhân viên y tế đã được cách ly trong bệnh viện. Bắc Ninh ghi nhận 13 ca đều liên quan dịch tễ với ổ dịch xã Mão Điền. Các trường hợp trên đã được cách ly tập trung từ trước và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Vĩnh Phúc có 7 ca liên quan ổ dịch tại Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Hoa Sen, 1 ca là F1 của chuyên gia Trung Quốc, 1 ca chưa rõ thông tin dịch tễ, đang tiếp tục điều tra, và 1 ca liên quan ổ dịch Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Bắc Giang có 5 ca đều liên quan đến ổ dịch công ty SG Tech trước đó. Lạng Sơn ghi nhận 1 ca liên quan ổ dịch Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Hải Dương có 1 ca ở thành phố Hồ Chí Minh có tiền sử đi về xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh, đã chủ động đi khai báo y tế. Hiện bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương. Như vậy, tính đến 6 giờ ngày 11 tháng 5, Việt Nam có tổng cộng 2.056 ca ghi nhận trong nước và 1.433 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 486 ca. Về tình hình điều trị, các cơ sở y tế đã chữa khỏi cho 2.618 bệnh nhân COVID-19. Những người chưa khỏi bệnh có 25 ca 3 lần liên tiếp âm tính với SARS-CoV-2, 17 ca đã âm tính lần 2 và 25 ca âm tính lần đầu.